Lời nói đầu tiên mình xin chúc các bạn luôn luôn có sức khỏe tốt để chống qua cái mùa đại dịch này nhé. Mình mới vừa viết xong một bài hát theo kiểu giọng Kim Lan, nội dung của bài hát mình hát theo Covid Corona các bạn. Thì mình tác giả giống theo như kiểu gừng gú ốc cua các bạn. Có gì thì các bạn hãy thông cảm giúp mình nha. Các bạn nghe thông cảm giúp mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.